xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn về bình bịp giả bên mình ạ. Đây là một cái bình bịp giả bên mình nhé. Mình đóng gói rất là chắc chắn luôn để tránh cho nó bị biến dạng hay là bị xù lông nha mọi người. Bây giờ thì mình sẽ mở ra cho các bạn xem này. Mở ra cho các bạn xem về bên trong cho nó rõ hơn nha. Đây ạ, mọi người thấy chưa? Rất là đẹp luôn đúng không ạ? Đây là bình bịp thật nha, bên mình bẫy về và nhồi bông ở bên trong nhé, rất là chắc chắn luôn, lông đuôi lông cánh rất là dài và đẹp luôn. Bên mình lựa chọn những cái con nào rất là đẹp để làm cho anh em nhé. Nhìn giống bịp thật không ạ? Rất là giống đúng không ạ? Một con như vậy thì bên mình bán ra ngoài thị trường với giá là 150.000, bao ship code toàn quốc luôn nha mọi người. Anh em nào có cần mua sỉ lẻ thì cứ liên hệ trực tiếp với bên mình, hoặc là để lại số điện thoại dưới video thì bên mình sẽ có nhân viên gọi điện tư vấn để cho anh em biết rõ hơn về sản phẩm bên mình nha. Nếu như mà anh em nào mà có nhu cầu ấy thì cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại là 0982 763 670, hoặc là số điện thoại là 0967 082 060 nha mọi người. Bên mình sẽ có nhân viên tư vấn cho mọi người nha. Nếu như mà anh em nào thấy hay thì cho mình một like, một share và đăng ký kênh nha, để cho mình có động lực làm video tiếp theo nha. Bây giờ thì mình cũng chúc mọi người, chúc anh em có một ngày làm việc vui vẻ nhé. Chào tạm biệt mọi người nhé.